Chúng ta cùng nhau bàn đến chuyên đề ánh sáng ngoại thất ban ngày và đêm. Ở những bài trước tôi đã có lần giới thiệu các bạn ánh sáng ngoại thất ban ngày kết hợp giữa đèn fluorescent và physical camera. Ở bài này tôi sẽ không lặp lại điều đó mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng map ảnh HDRI và physical camera cộng thêm đèn fluorescent để tạo ánh sáng ngoại thất ban ngày. Để tạo ảnh HDRI cho vào cảnh này thì các bạn nhấn phím M trên bàn phím hoặc bấm biểu tượng này. Chúng ta cùng nhau bật mỏng vật liệu lên. Các bạn làm đơn giản thôi, gõ ở đây V-Ray, tìm H nữa. Chúng ta lấy map V-Ray HDRI ra ngoài này. Các bạn nhấp nút hai lần chuột trái vào. Sau đó chúng ta dẫn vào dấu ba chấm này, chọn bitmap. Các bạn chú ý rằng ở đây hiển thị tất cả ảnh, tại vì ở đây nó là all image format. Tôi sẽ chọn dạng ảnh HDR thôi. Và chọn ảnh này, tôi open lên. Và lập tức ảnh HDR đã vào môi trường chúng ta ở đây. Các bạn nhấp nút hai lần chuột trái vào. Chúng ta cùng nhau liên kết ảnh này với môi trường. Tôi kéo bảng vật liệu này thấp xuống chút xíu. Các bạn có thể nhấn phím số 8 trên bàn phím hoặc vào phần rendering. Chọn phần environment. Và chúng ta cầm vị trí này, kéo thả vào đây. Và chọn dạng extend. Và có thể đóng bảng này lại. Extend có nghĩa là chúng ta chỉnh thông số ở đây thì nó sẽ cập nhật ở bên ngoài này. Bây giờ các bạn muốn hiển thị môi trường, các bạn vào phần view và chọn Viewport Background và Show Environment để hiển thị môi trường. Đây, môi trường sẽ cập nhật. Nếu tôi để thế này, tôi bắt đầu bấm phím Render hoặc F9 bấm vào đây. Bạn thấy rằng môi trường chúng ta đã vào, nhưng với cách hiển thị này nó trông như mắt lưới, hoàn toàn không hợp lý. Cái này nguyên nhân do ảnh HDRI của chúng ta chưa chọn cách hiển thị đúng. Bây giờ chúng ta chọn như sau. Các bạn chọn ở đây Mask Style, chọn Physical. Bây giờ chúng ta render lại để thấy hiệu ứng. Nó chuẩn hơn rất nhiều. Ở đây tôi chưa dùng đèn gì cả. Vì vậy với tấm môi trường này ảnh chúng ta đã tương đối có ánh sáng hợp lý rồi. Bây giờ nếu như các bạn muốn tăng sáng môi trường lên, tôi hướng dẫn bạn cách như sau. Đang ở Mask HDRI, các bạn có thể tăng phần Override Multi. Ở đây tôi tăng bằng 2, Enter thì các bạn thấy rằng bên này sẽ sáng hơn, đồng nghĩa với việc môi trường bên ngoài này sẽ sáng chói hơn. Sau khi render xong thì cảnh môi trường chúng ta đã sáng hơn rất nhiều. Vậy chúng ta dùng Mask HDRI này khác ảnh JPEG ở chỗ nào? Nếu các bạn dùng ảnh thường thì các bạn thấy rằng kính này sẽ không phản xạ được mây ở đây. Nếu như các bạn dùng ảnh HDRI thì mây, bầu trời được phản xạ trực tiếp trong kính, bởi vì đây là một định dạng ảnh nâng cao, nó giả lập bầu trời một cách hoàn hảo. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn khuyên các bạn dùng ảnh HDRI cho môi trường ngoại cảnh thật hơn, đẹp hơn rất nhiều. Tôi thấy cường độ ánh sáng của ảnh HDRI đã tương đối và môi trường chúng ta đã sáng hơn rất nhiều. Nếu như muốn cảnh sinh động hơn, các bạn bắt buộc phải dùng đèn fluorescent để lấy bóng đổ cho hoàn hảo hơn. Tôi tắt tạm cảnh này đi. Các bạn nhấn phím Alt+ V về mặt top, tôi nhấn F3. Bây giờ chúng ta vào đèn Velation, đặt một cái đèn. Và hướng đặt của chúng ta từ vị trí này qua. Và tất nhiên tôi sẽ chọn No để nó không làm mất môi trường của chúng ta. Trên mặt này, các bạn về lệnh di chuyển, kéo cao lên một chút xíu. Và tôi chọn đối tượng này, Alt+ V lại. Các bạn nhấn F9 render để thấy kết quả. Với cường độ này, resolution của chúng ta tương đối chói. Tôi qua modify. Và chúng ta chỉnh cái thông số resolution này cho thấp xuống. Ở đây bằng 1.0. Tôi có thể cho bằng 0.2 thôi. Và render lại. Mục đích của chúng ta là chỉ lấy bóng mềm của resolution cho cảnh thật hơn thôi. Còn về ánh sáng thì với V-Ray HDRI chúng ta đã có ánh sáng tương đối rồi. 0.2 chúng ta thấy rằng còn quá sáng, chúng ta có thể giảm tiếp xuống 0.05 và Enter. Với cảnh này tôi thấy ánh sáng tương đối tốt rồi, nhưng có lẽ mình phải giảm thêm chút nữa để đỡ gắt. Tôi thấy cảnh của chúng ta đã có bóng và tương đối mềm. Tôi sẽ tăng 0.3, tăng độ chói hơn một chút.
Vậy là với map HDRI, chúng ta có ánh sáng tương đối tốt kết hợp với VSun, thì đây là một sự kết hợp hoàn hảo với ngoại cảnh. Ngoài ra, các bạn có thể có thêm đèn trợ sáng V-Ray đâm. Ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau xóa đèn VSun đi và thay vào đó là đèn đâm. Đây là một loại đèn trợ sáng khá tốt ở ngoại cảnh. Tôi tắt đối tượng này đi. Nhấn phím H trên bàn phím và chọn hiển thị đèn. Tôi chọn đèn VSun, OK. Và tôi nhấn Dimmit trên bàn phím. Bây giờ tôi vào đèn khởi tạo và chọn đèn dạng đông. Ở đây, trước khi chọn đèn đông, tôi bấm render lại. Tôi thấy ánh sáng tương đối mờ nhạt. Tôi chọn Very Light dạng đông và vẽ ra vùng ngoài này một chiếc đèn. Đây là đèn đông dạng bắt úp. Mọi thông số thì cũng giống đèn Very Light Blend thôi. Bây giờ tôi render. Tôi thấy với đèn đông này ánh sáng cũng tương đối khác, nhưng các bạn thấy rằng môi trường chúng ta lại mất đi. Cái này do chúng ta chưa ẩn đèn đông đi. Tôi bấm Invisible và render tiếp. Vì vậy, nếu các bạn mất môi trường với đèn đông thì nhớ ẩn đèn đi. Đèn đông này chỉnh cũng tương đối dễ. Ở đây Multiplayer 1 tôi có thể tăng lên 10 để tăng cường độ sáng. Và chú ý rằng đèn đâm này cũng không cho hiển thị bóng độ đẹp như đèn VeriSun. Nó chỉ mang tính chất trợ sáng mà thôi. Nó trợ sáng rất nhanh và rất tốt. Vì vậy tại sao chúng ta không kết hợp tất cả các loại đèn trong cảnh của chúng ta để cho đẹp hơn? Tôi có thể cho lên 5. Và với ánh sáng này tôi thấy là tương đối tốt rồi. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ánh sáng ngoại cảnh các bạn chắc chắn phải có VeriSun và physical camera, có thể có thêm map HDRI hoặc các bạn có thể kết hợp thêm đèn đâm để chiếu sáng. Nhưng với tôi, map HDRI, đèn VeriSun và một camera bên ngoại cảnh là tuyệt vời lắm rồi.